có luôn. Bà con cô bác đi chợ này. Xôi, làm chậu cái, làm chậu quá chị ơi. Đây chúng ta sẽ đi ra đường Phó Cơ Điều ở sư đội nón rách. Biết là sư thật với sư giả. Đây chúng ta sẽ đi ra đường Phó Cơ Điều. Khu này thì chuyên bán bánh, mấy cái loại bánh của người Hoa, rồi tới những cái tiệm bán vàng. Đó, các cô chú đang ngồi. Đây, xếp hàng. Đó, xin chào. Xếp hàng dài. Các bạn thấy đây là những cái ví dụ như cái chai nước này, cái cảm ơn này. Cảm ơn này hồi tặng vẫn xài giờ chú. Rồi, những cái dạ khỏe, những cái đồ nhựa rất là nhiều nhé. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở khu vực cư xá Bình Thới. Cái hướng này chúng ta di chuyển thì sẽ đi thẳng và gặp bệnh viện quận 11. Nơi mà Tuấn Dương đang đứng ngày xưa có tên là Nghĩa Trang Nhị Tỳ Quảng Đông trước năm 1975. Sau năm 1975 thì cùng với cái sự phát triển của thành phố đó, một số những cái nghĩa trang ở trung tâm thành phố đều được di dời ra vùng ven. Thì trong đó có Nghĩa Trang Nhị Tỳ Quảng Đông, rồi Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi, Nghĩa Trang Đô Thành và một số những nơi khác. Thì tại những các cái khu vực ngày xưa là nghĩa trang thì bây giờ đã xây dựng lên những các cái khu cư dân rồi công viên. Đây các bạn nhìn, đây là một quán cà phê theo phong cách là cà phê Napoli của Italy. Mọi người thì để xe gắn máy ở vỉa hè rồi ngồi uống cà phê. Nay thì sẽ mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi một cái khu mà nhiều người Hoa đang sinh sống. Bên tay phải của Tuấn Dương đó là nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng. Ở đây là một cái khu mà đồng bộ khá là nhiều những cái tiện ích. Trước đây thì nó còn có cả siêu thị lớn, nhưng mà sau này thì chỉ có không siêu thị lớn rời đi, nhưng mà trường học, bệnh viện rồi chợ thì cũng có. Tuy nhiên thì chợ lại không có tồn tại được lâu. Chợ thì bị do là bị vắng khách, cuối cùng thì cái ngôi chợ này cũng phải dẹp. Đây, chợ nằm ở phía bên tay phải của chúng ta, thưa cô bác anh chị và các bạn. Đây, cái khu này là chợ Lãnh Minh Thăng cũ này. Thì lúc này ngôi chợ không có còn hoạt động nữa rồi. Người ta quây rào tôn kín chắn lại.
Còn hướng này á, chúng ta đi thì sẽ đi ra con đường Lãnh Minh Thăng. Ngày xưa nghe mọi người nói là đi ra Lãnh Minh Thăng này cũng rất là sợ. Đi qua Lãnh Minh Thăng rất là sợ. Sợ bởi vì là đi qua khúc Nghĩa Trang. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Đây, khu chợ thì bây giờ bị bỏ hoang. Ở nhà xung quanh chợ này thì những cái ngôi nhà nhìn rất là đẹp. Đều xây cao tầng, cao ráo hết. Đây, thì chợ Lãnh Minh Thăng chấm dứt hoạt động. Công trình có nguy cơ bị sập, không phận sự cấm vào. Chợ này thì không hoạt động cũng vài năm rồi. Đây bên tay trái các bạn nhìn là những cái quán cà phê. Bà con cô bác đang ngồi uống cà phê buổi sáng. Khu này thì có các cái con đường như là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9 dạng như hình bàn cờ. Và các bạn có thể thấy là có những cái quán cà phê thì khá là đông khách ngồi. Còn có cả những cái căn biệt thự nữa. Đây là số 42 này. Hầu hết ở đây thì đều xây nhà cao tầng tùy theo cái túi tiền của từng hộ gia đình. Có những nhà thì xây 4-5 lầu, có những nhà thì dựng lên thành biệt thự. Nhưng mà cũng có những nhà thì chỉ xây 2 tầng thôi. Bánh cam, bánh bao chỉ. Rồi, quán này, quán Năm Hổ. Đây là khúc đường số 6 nha các bạn. Rồi, vào trong này thì cũng là những cái quán ăn, quán cà phê. Đó, xung quanh này có ba anh chị thấy mọi người ở đang ngồi ăn uống này. Bên tay phải này thì còn một cái dãy nữa là chung cư Bình Thới, vừa cư xá vừa chung cư. Rồi ở đây có cả những các cái trước gọi là quán karaoke. Đây là phòng thu âm Khai Bảo này. Thì ngày xưa đó là cái việc kinh doanh karaoke nó dễ. Sau này khi mà nhiều người bị thương vong trong các cái vụ cháy thì nhà nước mới siết lại cái quy định, nên là nhiều cái nhà ở không còn phù hợp để kinh doanh chung cư nữa. Đây, các cái trường mầm non, lớp trẻ Táo Xanh. Rồi, những chiếc xe đời mới, xe Volvo SP90. Đây là góc của đường số 4 cắt với đường số 5. Nhiều khi ở đây đi mình cũng không có để ý, vì khu này mình cũng khá là quen. Đây các bạn này, những các cái lô chung cư các bạn nhìn này. Xem mấy tầng, 1, 2, 3, 4, khoảng 4 hoặc 5 tầng gì đó. Đây bệnh viện này, bệnh viện thì nằm ở phía bên phải này. Giữ xe ở trong này. Đây, bệnh viện quận 11. Số 72 đường số 5. Bà con cô bác đi bệnh viện thì thuê xe ôm chở. Thuê xe ôm chở. Rồi, các xe bánh mì thịt, chả cá. Bà con ngồi ăn sáng. Ở gần bệnh viện thì bán cũng khá được các bạn ạ.
đây một cái khu phố người Hoa. Người Hoa thì thường là họ hay cởi trần rồi ngồi uống cà phê hoặc đứng ở trước cửa nhà. Nói chung mình thấy người miền Nam cũng vậy luôn, thường hay cởi trần. Cởi trần thì nhiều người họ nói một cái câu cho nó sang, đó là mặc áo da. Đây là hẻm 76 đường Xóm Đất nha các bạn. Những ngôi nhà cũng mọc lên san sát. Rồi, những cái xe bán dừa. Đây các bạn nhìn phía trước nhà của người Hoa này. Đây là cũng là một ngôi nhà mặt tiền lớn. Bàn thờ thiên, bàn thờ địa, rồi những cái chữ Hoa ta dán lên trên tường. Đây bà con cô bác ngồi ăn uống. Sáng thì thường là hủ tiếu, rồi bán các cái đồ uống, cà phê, trà. Đây, thập cẩm, sủi cảo, gân nai, giò heo. Rồi quẹo phải đây các bạn là con đường Xóm Đất này. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về phía chợ Bình Thới. Ở đây thì cô bác cũng buôn bán rất là đông vui tấp nập. Đó, các bạn nhìn thấy đây, quán bún thịt nướng, chả giò, nem nướng. Ở bên kia thì quán bún mọc. Bán quần áo thời trang. Bán bánh, bán cháo. Rồi. Bán sầu riêng 80.000 một ký cả vỏ. Đây những nhà sư đi thất thực, tay cầm bình bát. Đây đang là đường Xóm Đất thuộc phường 8, quận 11. Cô bán xôi mặn, xôi ngọt, xôi vò. Ở tới đây thì chúng ta gặp con đường Thái Phiên này, giao cắt giữa Xóm Đất và Thái Phiên. Nếu đi thẳng cái hướng này đó thì chúng ta sẽ gặp con đường Minh Phụng. Rồi đi ra chợ Bình Thới, quẹo trái thì chúng ta sẽ gặp con đường Hàn Hải Nguyên. Dương sẽ đi dò đường Hàn Hải Nguyên nhé. Thì dò đây các bạn nhìn là bên tay phải của mình này cũng có những cái căn nhà này, nó thuộc cái lộ giới người ta cũng có không có xây dựng. Số 117 Thái Phiên. Tới đây là phường 9, quận 11. Đấy, căn nhà thì mái tôn rồi bịt tôn xung quanh. Rồi trước mặt thì có cái tịnh xá Diệu Quang. Đây, quán cà phê.
ta sẽ tiếp tục đi ra con đường Hàn Hải Nguyên. Những cái xe bán hàng rong đấy, bánh mì, chả cá, rồi nước sâm 24 vị. Cá nè, thực phẩm chay, hủ tiếu, hủ tiếu, gà xì dầu. Rồi bán những các cái thùng phi, những cái thùng đựng hóa chất đã qua sử dụng. Ở trước mặt chúng ta là giao cắt giữa đường Hàn Hải Nguyên, cắt với đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Nếu như mà quẹo phải đó thì chúng ta sẽ đi về nút giao Cây Gõ. Đây, cái con đường này là 3 tháng 2 này, Trần Quốc Toản. Còn giờ Tuấn Dương sẽ đi check sang bên phải này, thì mình sẽ đi tiếp con đường Hàn Hải Nguyên. Đi hết Hàn Hải Nguyên đó thì chúng ta sẽ gặp đường Nguyễn Thị Nhỏ, ngày xưa có tên là con đường Dương Công Trừng. Trái đó là chúng ta đi về chợ lớn các bạn. Đây, chúng ta sẽ vào đường Trần Quý. Trần Quý thì khu này cũng là các cái khu phố của người Hoa sinh sống. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về khu chợ Thiếc các bạn ạ. Đây, quẹo phải là đường Hà Tôn Quyền, khu phố Sủi Cảo. Đi thêm một chút thì chúng ta gặp đường Tạ Uyên, ngày xưa là Tôn Thọ Tường. Đây, mình sẽ về phía Tôn Thọ Tường, cắt với 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Tuấn Dương sẽ đi một cái hẻm thông để bà con cô bác đi vào cái khu người Hoa. Ở đây thì nhiều những cái tiệm bán vịt quay, bán heo quay. Rồi, chào cô. Đây, chúng ta hãy vào hẻm 168 Tạ Uyên. Đây, khu này thì đậm chất của người Hoa luôn. Đó, các nhà phía trước đều dán những cái chữ như là chữ Phúc, Ngũ Phúc Lâm Môn. Đây, chúng ta sẽ đi vào cái hẻm trên đường Tân Phước. Đây, mặc dù là đường nhưng mà nó như cái hẻm thôi. Thẳng hướng này đó các bạn là chúng ta sẽ
đi ra ngôi chợ, đó là chợ Thiếc. Khu này xóm người Hoa sinh sống. Nhiều nhà thì có tiền thì xây dựng khang trang. Đấy, chó má các thứ ra vệ sinh ngay giữa đường luôn. Rồi, tới khúc này là chúng ta gần tới chợ Thiếc rồi. Tới đây thì hơi bị kẹt xe một chút. Mọi người ta buôn bán ở ngoài lề đường. Xin cũng có luôn. Bà con cô bác đi chợ này. Xôi. Nam chồng cái, nam chồng có chạy ơi. Đây chúng ta sẽ đi ra được phó cơ điều ở sư đội nón rách. Biết là sư thật hay sư giả, sư mà đội cái nón rách tả tơi luôn. Đây bên phải là những các cái sạp ở trong chợ, khúc này thì bán đồ ăn. Đây chúng ta sẽ đi ra đường Phó Cơ Điều. Khu này thì chuyên bán bánh, mấy cái loại bánh của người Hoa, rồi tới những cái tiệm bán vàng Kim Khánh Giang. Bán vàng thì chỉ dành cho người có tiền thôi các bạn. Người nghèo nhiều khi ăn không xong, tiền đâu sắm vàng. Các tiệm bán vàng và mua bán trao đổi. Khỏe anh? Dạ khỏe. Nay có khách rồi anh? Có 20 rồi. Có 20 rồi. Dạ. Làm kinh thiện. Tới đây chúng ta gặp Rock của đường Trần Quý với Phó Cơ Điều. Nhìn chung thì cộng đồng người Hoa khi mà sinh sống họ cũng vẫn còn giữ những cái nét văn hóa mấy cô này là đi cúng người Hoa này, đi lượm ve chai, bây giờ chuẩn bị đi qua để nhận cơm này. Cái chiếc xe đạp này thì cũng là chiếc xe mà Tuấn Dương kết nối với các mạnh thường quân để giúp cô có cái phương tiện làm ăn để di chuyển. Trước thì cái xe của cô nó cũ lắm. Cô thì còn bị ung thư ngực nữa. Cô cắt một bên ngực rồi. Nói chung hoàn cảnh thì khó khăn, nhưng mà con của cô thì lại bị nghiện hút
nên là bao nhiêu tiền cô làm ra, nhà cửa này nọ thì đều bị người con nướng vào cái việc là hút chích. Cô còn nặng gánh cái là phải nuôi mấy đứa cháu. Đây, cô sẽ chuẩn bị đi tới bếp cơm này. Dáng người nho nhỏ thôi nhưng mà cô đi rất là lẹ. Đằng sau là một mớ ve chai, các cái giấy, cái bìa. Sống mà có người làm được những cái công việc nhàn hạ, kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có những người thì vất vả mưu sinh. Chúng ta sẽ cùng cô đi hết đoạn đường. Như vậy thì ngày hôm nay Tuấn Dương cũng đã cùng đưa quý cô chú anh chị đi tham quan cái khu phố của người Hoa. Rồi mình sẽ tới cái địa điểm để phát thức ăn, giúp đỡ các bà con, cô bác, những người mà có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cô vẫn đang đạp xe này, đạp hẳn lên lề. Chứng tỏ các bạn là cô đi rất là thợ nhé, giống như là cô ấy quen đường rồi. Ngày nào cũng tới bếp cơm mà làm sao không quen đường được. Ở đây đang là cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy rồi đó các bạn. Cô bác mình bà con cô bác mình đã ra để nhận cơm rồi đây. Đó, rất là đông nhé. Cô bác anh chị thấy quá trời. Bên này là ưu tiên những người bệnh ung thư, rồi những người đeo thẻ mặc áo vàng đi nuôi bệnh đó. Đây các bạn nhìn các cô chú ấy, xếp hàng đây này đó. Người ta để những cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đó, đây là 12 người đấy, là 12 cái đồ đựng tượng trưng cho 12 người. Rồi qua bên đây các bạn là những người lang thang cơ nhỡ. Đó, các cô chú đang ngồi. Đây, xếp hàng. Xin chào. Các bà, các cô xếp hàng dài. Thấy đây là những cái ví dụ như cái chai nước này, cái cảm ơn này. Cảm ơn này hồi tặng vẫn xài giờ chú. Rồi, những cái dạ khỏe, những cái đồ nhựa rất là nhiều nhé. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi.
hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.